Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Công nghệ Bi Channel của chúng ta. Thì trên tay mình đây đang cầm đó chính là con Ulefone Power 5. Thì về phần cấu hình thì sao? Thì mình sẽ để góc bao này nhé. Thì về phần cấu hình nó cũng sẽ được trang bị là con chip MediaTek 6763 8 nhân. Nó có 6GB cũng như là nó được cập nhật lên Android mới nhất là 8.1. Và đặc biệt là nó có dung lượng pin lên tới 13.000 mAh. Có thể nói đây là con số mình phải gọi là nó khá là khủng long. Vậy thì còn về phần hiệu năng thì sao? Thì hôm nay mình cùng các bạn test một số tựa game nặng cũng như một số tựa game nhẹ để có thể coi được con Ulefone Power 5 này có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi game của chúng ta không nhé. Ok, và mình sẽ bắt đầu chơi những tựa game nặng trước nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ chơi những tựa game như là Asphalt 9, Jet Trigger và PUBG Mobile, và cuối cùng sẽ là Rogue Survival. Ok, và mình sẽ bắt đầu chơi Asphalt 9 trước. Đây, mình sẽ chọn màn chơi. Ok, chọn xe. Mới đầu vô các bạn có thể thấy là các hiệu ứng chuyển cảnh của nó khá là chậm. Nên thế nên mình nghĩ trong những pha combat hay là những pha đua xe rồi xoay xe nó khá là giật lắc. Ok, và chúng ta đã vô game rồi. Về cái phần màn khởi động ban đầu thì nó khá là lâu. Đó, như các bạn đã biết thì mới đầu vô thì lúc mà mình bấm Nitro thì nó có phần khá là giật nhẹ ở một số khung hình. Và đặc biệt là cái màn hình nó khá là gỗ. Đó, khi mình bấm những pha như là xoay xe nè, nó khá là chậm. Đó, những pha combat như thế này, té lửa như thế này, thực sự là mình cảm thấy rất là chán khi sử dụng cái này chơi. Ok, mình sẽ chơi khoảng một ván đầu nha, và sau đó mình sẽ tiếp tục chơi những tựa game tiếp theo để có thể đánh giá nhanh cho các bạn. Ôi, xong vậy. Mới đầu vô chơi từ game thì các bạn có thể thấy rõ được là cái phần hiệu năng của nó không có đủ sức để có thể cân được cái tựa game Asphalt 9 này. Mới vô thì mình chơi thì mình thấy nó khá là lắc giật luôn á. Đó, ngay ở phần lúc mà chuyển cảnh sang cái map mới này nè, nó khá là giật. Đây, các bạn nhìn thấy rõ nha. Mới đầu vô mình sẽ bấm Nitro nè. Đó, nó khá là giật. Nó cực kỳ lắc luôn ấy. Đó, màn hình vừa bị gỗ nè, với lại nó không có chuyển động mượt mà trong các khung hình. Và đặc biệt những pha combo như thế này nè, đó, nó khá là lắc, gây ra rất là nhiều khó chịu cho chúng ta khi chơi game. Và đặc biệt thì cái tựa game Asphalt 9 này cần rất là nhiều về phần đồ họa. Thế nên là mình nghĩ con này không có đáng để chúng ta bỏ ra số tiền là 7 triệu để có thể mua để chơi game về. Ok, và vậy xong tựa game Asphalt 9 rồi, mình sẽ tiếp đến tựa game tiếp theo, đó chính là Jet Trigger. Ok, và mình sẽ bắt đầu bàn chơi luôn nha. Ok, thì mới vô thì mình có thể thấy được là màn hình nó khá là đẹp. Nó chuyển động khá là mượt mà, nó không có giật lắc hết. Bạn coi nè, đó, mình quay bốn phía luôn, nó vẫn có thể đáp ứng đầy đủ khung hình. Ok, và mình sẽ bắt đầu phải đi lên lầu để tìm con nhỏ kia để mình làm một pha combo cho các bạn coi, để xem nó có thể khả năng chạy được con tựa game này không. Thì nhìn sơ qua trong những pha lúc mà đánh zombie như thế này nè, nó có thể không bị giật lắc, nó có thể đáp ứng đầy đủ mọi khung hình cho chúng ta. Đó chứ, mình chơi rất là dễ dàng mà mình không hề gặp bất cứ một cái vấn đề nào hết. Đó, cái hiệu ứng chuyển cảnh nó khá là mượt mà. Ok, lần này khá là nhiều zombie đây. Quá easy. Đó, những lúc pha nguy hiểm như thế này thì máy đáp ứng rất là tốt về cái tựa game Jet Trigger. Ok, vậy là mình đã chơi xong được một đoạn của tựa game Jet Trigger 2 rồi. Như bạn đã thấy là cái tựa game này nó khá là nhẹ. Nó cũng thuộc dạng là combat nhiều, nhưng mà mình thấy là nó đáp ứng rất là tốt về tựa game này. Thì tiếp theo mình sẽ đến với tựa game mình được đánh giá là khá là nặng nhất trong số tựa game này, đó chính là PUBG Mobile. Ok, và mình sẽ bắt đầu chơi tựa game.
À, mà mình cũng sẽ để chế độ đồ họa của nó là ở mức 3 lần nha, là mức cân bằng. Và cũng như là cái frame rate của nó mình sẽ để ở mức medium. Ok. Thì mới vô nhìn tổng quan thì đó, nó bị lắc nè, đó, nó bị lắc rất là kinh khủng. Bởi vì đây là tựa game nó khá là nặng, thế nên là về phần đồ họa thì mình không đánh giá cao con này cho lắm. Nhìn sơ quan lúc mà mình đi bình thường như là nó lúc mà không có xảy ra nhiều những khung cảnh thì nó vẫn rất là mượt mà. Tuy nhiên thì bước vào combat những pha đấu súng này nọ thì nó khá là giật lag. Đây, lúc mà nó chưa xảy ra gì nhiều thì nó khá là mượt mà. Đây, mình có thể di chuyển rất là nhiều. Đây, những hiệu ứng mây trời này nọ nó vẫn khá là hoàn thiện, vẫn tốt. Tuy nhiên nó khá là giật và khung hình nó không được cao cho lắm. Đó, lúc mình chạy như này thì nó vẫn rất là mượt mà. Đây, nó rất là giật lắc khi mà mình bắt đầu nhặt đồ. Đây, đó. Các bạn thấy là cái khung hình nó khá là giật. Mặc dù mình để mức của nó là 3 lần cũng như là cái frame rate của nó là medium mà thôi. Có vẻ như cái đồ họa của tựa game này nó yêu cầu rất là cao. Thế nên là một con máy này nó vẫn không đáp ứng đủ được tốt về cái tựa game PUBG Mobile này. Ý. Yeah, xong một thằng. Đây, như bạn đã biết thấy là trong lúc combat như thế này đó, khung hình chuyển cảnh nó khá là giật. Thế nên là mình khuyên những bạn nào mà muốn chơi từ game PUBG thật là ngon lành thì mình không khuyên mua con máy này cho lắm. Ok, và mình sẽ tiếp đến tựa game tiếp theo nha. Đó là tựa game cuối cùng, đó chính là Ru Survival. Đến với tựa game này thì mình thấy nó cũng khá là tương tự so với tựa game PUBG. Nó cũng khá là giật. Đó, lúc mà mình chạy nè, nó bị khựng lại một số khung hình. Nó ảnh hưởng rất là nhiều, rất là nặng. Theo mình nói không sai nhé, mình đánh giá một cách rất là cân bằng. Nó ảnh hưởng khá là nặng nề đến với trải nghiệm chơi game của chúng ta. Thì đó, như bạn thấy là lúc mà mình chạy nè, đó, nó sẽ bị giật lắc rất là nhiều. Nó không tạo cho chúng ta cảm giác được rất là mượt mà. Thế nên mình nghĩ cái con Ulefone Power 5 này chủ yếu là được cái pin thôi. Còn lại về phần cấu hình thì mình không đánh giá cao cho lắm. Đây chỉ mà là mới bước đầu nha. Còn về phần combat nữa, thế nên mình nghĩ là tới lúc combat thì nó lắc tè le luôn. Ok, và mình sẽ bước vào cái khu nhà này đi ha. Đó, ban đầu cảm quan của mình thì đó, nó rất là giật. Chắc có vẻ như là những tựa game nặng thì con Ulefone này chịu không nổi rồi. Thế nên là mình nghĩ là nếu mà các bạn đến với tựa game này luôn, đến với tựa game Ru Survival này, mình khuyên là chúng ta cũng không nên mua con Ulefone này. Ok, xong một em. Đó, lúc mà mình bắn thì cái cảm giác nó không đã tay cho lắm. Ok, và qua một số tựa game ở mình vừa test ở trên thì mình có thể kết luận được rằng con Ulefone bao năm này nó thật sự là chỉ được mạnh về phần du lục binh thôi. Còn về phần cấu hình để đáp ứng khi chúng ta chơi game những tựa game có độ họa cao như là Advent 9, PUBG Mobile, Ru Survival thì mình nghĩ là chúng ta không nên mua con máy này. Còn về phần những tựa game nhẹ thì mình nghĩ con Ulefone này có thể đáp ứng được tốt, đầy đủ cho chúng ta cách thao tác mượt mà. Còn về phần tựa game nặng thì mình nghĩ là các bạn không nên bỏ ra số tiền tận 7-8 triệu để có thể mua được con Ulefone này. Vậy các bạn nghĩ sao? Vậy các bạn liệu có mua con Ulefone bao năm này không? Thì hãy comment phía bên dưới tụi mình nhé. Cũng như là nếu các bạn thấy video này hay thì cũng đừng quên bấm like cũng như subscribe cho kênh B-Channel này nhé. Và mình là Sơn, mình đến từ B-Channel và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau.